Bạn mời quý vị và các bạn đến với chương trình Nhìn từ phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình có một số nội dung đáng chú ý sau đây. Kiến nghị chưa tăng lương tối thiểu vùng trong năm 2021. Bắc Ninh phát triển quỹ nhà ở xã hội cho công nhân. Ninh Bình ngăn ngừa dịch cúm gia cầm có nguy cơ bùng phát. Hà Nội cưỡng chế giải tỏa mặt bằng quận Long Biên. Thưa quý vị và các bạn, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho biết vừa có báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc chưa tăng lương tối thiểu vùng trong năm 2021 theo khuyến nghị của Hội đồng Tiền lương Quốc gia. Do năm nay dịch COVID-19 bùng phát và lan rộng toàn cầu, tác động nghiêm trọng đến mọi mặt đời sống xã hội, Hội đồng Tiền lương Quốc gia đã họp bàn và thống nhất khuyến nghị tiếp tục thực hiện mức lương tối thiểu vùng năm 2020 đến hết năm 2021. Do đó, cơ quan này báo cáo Chính phủ cho phép chưa thực hiện tăng lương tối thiểu vùng năm 2021, chưa quy định lương tối thiểu theo giờ. Việc nghiên cứu tăng lương tối thiểu vùng sẽ chuyển sang một thời điểm thích hợp của năm 2021. Mới đây, tại thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức lễ phát động cuộc vận động các nguồn lực xã hội hỗ trợ trẻ em, các xã đặc biệt khó khăn thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi trong ngành giáo dục. Triển khai thực hiện quyết định số 588 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án vận động các nguồn lực xã hội hỗ trợ trẻ em các xã đặc biệt khó khăn thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2019-2025. Bộ Giáo dục Đào tạo đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, trong đó tổ chức phát động cuộc vận động các nguồn lực xã hội hỗ trợ trẻ em các xã đặc biệt khó khăn trong ngành giáo dục. Những năm qua, mặc dù nền kinh tế còn gặp nhiều khó khăn, song công tác an sinh xã hội luôn được tỉnh Hưng Yên quan tâm chú trọng. Tỉnh đã xây dựng và thực hiện nhiều chính sách giải pháp đồng bộ hiệu quả để công tác an sinh xã hội được đảm bảo tốt hơn nhằm nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân và góp phần đưa kinh tế xã hội tăng trưởng toàn diện và bền vững. Ngoài việc thực hiện tốt các chính sách của nhà nước đối với người có công, đối tượng bảo trợ, tỉnh đã huy động mọi nguồn lực hỗ trợ các đối tượng yếu thế vươn lên thoát nghèo bền vững. Các cấp các ngành trong tỉnh đã có nhiều hoạt động tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cho người nghèo để họ tự vươn lên xóa đói giảm nghèo. Các địa phương cũng triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo, lồng ghép có hiệu quả nguồn vốn của các chương trình để đầu tư hỗ trợ sản xuất, tạo việc làm, giúp người nghèo vươn lên thoát nghèo bền vững. Đối với xã Hồng Vân thì đầu nhiệm kỳ thì có hơn 200 hộ là hộ nghèo, nhưng đến nay thì còn hơn 40 hộ. Khi người nghèo mà có những vấn đề gì mà khó khăn, các ban ngành đoàn thể đều vào cuộc để giúp. Từ tháng 12 năm 2019 cho đến nay thì Hưng Yên đã xây dựng được gần 1.600 ngôi nhà cho người có công, cho hộ nghèo. Mà cái chương trình này là chương trình riêng của Hưng Yên. Đây là cái điểm rất nhấn trong nhiệm kỳ vừa qua, được cả xã hội đồng tình. Và thông qua đây cũng là cái gắn bó máu thịt giữa đảng, nhân dân và chính quyền. Góp phần thực hiện tốt thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh 18 đã đề ra là chúng ta kinh tế phát triển nhưng phải đi đôi với an sinh xã hội. Người dân phải được học hành này, thế rồi được nâng cao về dân trí, được nâng cao về thông tin, rồi môi trường sống phải tốt và trong đó phải có được ở những cái ngôi nhà mà nó tốt hơn, đảm bảo hơn để người dân yên tâm lao động và sản xuất để góp sức mình để xây dựng quê hương Hưng Yên. Từ năm 2016 đến nay, ngoài việc hỗ trợ xây dựng sửa chữa nhà ở cho gần 4.700 người có công và hộ nghèo với mức cao hơn mức trung bình của cả nước, nhiều cơ chế chính sách trợ giúp xã hội cho người nghèo, các đối tượng bảo trợ xã hội cũng được tỉnh đặc biệt quan tâm. Toàn tỉnh đã hỗ trợ gần 92.000 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo được vay vốn với tổng số tiền trên 2.000 tỷ đồng để phát triển kinh tế, đào tạo nghề và tạo việc làm cho gần 300.000 người. Hàng năm, toàn tỉnh có tới trên 365.000 người thuộc 8 nhóm đối tượng được tỉnh trích ngân sách với tổng số tiền trên 100 tỷ đồng, hỗ trợ mua bảo hiểm y tế, miễn giảm học phí và các khoản đóng góp cho gần 58.000 học sinh. Đặc biệt, từ tháng 5 năm nay, tỉnh đã thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng cho trên 15.000 người từ đủ 75 tuổi đến dưới 80 tuổi. Việc thực hiện chính sách an sinh xã hội trong thời gian qua của Hưng Yên được lồng ghép trong từng chính sách, trong từng giai đoạn phát triển. Đây là một chủ trương đúng và phù hợp, không lựa chọn phát triển kinh tế trước, đảm bảo an sinh sau, không bỏ lọt chính sách và không bỏ lọt đối tượng. Thì đấy cũng là một thành tích của Hưng Yên. Một cái điểm sáng nữa trong cái công tác an sinh xã hội của Hưng Yên trong thời gian qua là Hưng Yên đã vận dụng chính sách đặc thù cho một nhóm đối tượng, số nhóm đối tượng với một cái mức chi cũng đặc thù, thể hiện cái sự quan tâm của tỉnh tới các nhóm đối tượng khác nhau, thể hiện cái tính nhân văn trong cái quá trình phát triển. Từ hiệu quả của công tác an sinh xã hội với nhiều hoạt động thiết thực, nên năm 2016, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh là 4,65%, thì đến nay giảm còn dưới 1,8%.
Thu nhập bình quân đầu người đạt trên 80 triệu đồng một năm, gấp 1,6 lần so với năm 2015. Những nỗ lực trong thực hiện công tác an sinh xã hội của tỉnh đã và đang góp phần thực hiện mục tiêu mang đến cho mọi người một cuộc sống tốt đẹp hơn cả về vật chất lẫn tinh thần vì sự phát triển bền vững của xã hội. Bắc Ninh là tỉnh tập trung nhiều khu công nghiệp thu hút số lượng lớn người lao động từ các tỉnh phía Bắc, do đó nhu cầu về nhà ở là rất lớn. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội, tỉnh Bắc Ninh đã coi việc phát triển nhà ở xã hội là một trong những nội dung quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội. Là công nhân với đồng lương ít ỏi nên anh Phạm Thế Linh, quê ở tỉnh Nghệ An, chưa bao giờ dám nghĩ mình sẽ được sở hữu một căn hộ khang trang như thế này tại Bắc Ninh. Thế nhưng nhờ có dự án nhà ở xã hội Hoa Sơn được triển khai ở xã Hoàn Sơn, huyện Tiên Du, thì ước mơ an cư lạc nghiệp của gia đình anh Linh và nhiều gia đình khác đã trở thành hiện thực. Bây giờ đi ra làm ăn xa hay là mình xác định nhập thổ cư ở một địa điểm nào đấy thì mà có mua được căn nhà mà ở thì mình vừa là động lực cho mình để mình trả hàng tháng và có nơi cho mình đi ra đi vào, là đến nhà của mình cảm thấy sướng nhé. Khi các người lao động mua nhà ở xã hội thì người lao động sẽ chỉ phải trả một cái số tiền trong một khoảng là 30% cái giá trị căn hộ thôi, còn lại thì sẽ có thể là vay vốn ngân hàng với cái lãi suất được ưu đãi. Cùng với việc triển khai xây dựng nhà ở xã hội cho người có thu nhập thấp, tỉnh Bắc Ninh cũng chú trọng đẩy mạnh việc xây dựng nhà ở xã hội cho công nhân lao động ngay tại các khu công nghiệp trong tỉnh. Điều này giúp người lao động thuận tiện trong công việc cũng như chăm sóc cho gia đình. Tôi ở đây thì rất là sướng ạ, có nhà mới ở sướng, hai vợ chồng thì thuận tiện các công việc ạ. Vì tôi đi Hà Nội hay là đi Hải Dương các nơi thì là đều rất là thuận tiện. Thì xây dựng sẽ quan tâm hơn nữa trong công tác phê duyệt quy hoạch chi tiết để đảm bảo dành quỹ đất 20% trong các dự án phát triển nhà ở và đô thị để dành quỹ đất để phát triển nhà ở xã hội. Hiện trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đang có 47 dự án nhà ở cho công nhân, nhà ở dành cho người thu nhập thấp được xây dựng, đáp ứng chỗ ở cho gần 180.000 lao động. Tuy nhiên con số này chỉ đáp ứng một phần nhỏ nhu cầu của người dân. Do vậy, đồng thời với công tác quy hoạch phát triển quỹ nhà ở xã hội, tỉnh Bắc Ninh cũng ban hành chính sách thúc đẩy thị trường nhà ở xã hội phát triển, góp phần ổn định chính trị, đảm bảo an sinh xã hội tại địa phương. Vào mỗi mùa mưa bão, vấn đề vận hành điều tiết lũ của các hồ chứa lại được đặt ra, nhất là năm nay khi lũ chồng lũ xảy ra tại miền Trung khiến hàng loạt hồ chứa phải cân não giữa đảm bảo an toàn công trình và an toàn cho hạ du. Thực tế, xả lũ là không thể tránh khỏi đối với những hồ chứa nhỏ không có dung tích cắt lũ. Trong khi đó, việc quan trắc dự báo lưu lượng nước về hồ vẫn còn nhiều hạn chế. Đây là hình ảnh hồ kè gỗ xả lũ do ảnh hưởng mưa bão số 8. Việc xả lũ khiến hạ du ngập nặng và lũ lên rất nhanh. Một lần nữa, nhiều người lại đặt câu hỏi về quy trình vận hành điều tiết hồ chứa đang được thực hiện như thế nào. Khi mà lũ về thì theo quy trình là được phép xả. Theo nếu xả bình thường thì 6 tiếng chúng ta xả một lần. Nhưng tại điều 12 của quy trình vận hành, nếu tình huống mưa lũ về khẩn cấp thì được phép xả lũ cấp tập để đảm bảo an toàn cho công trình. Theo các chuyên gia, việc điều tiết xả lũ đang được thực hiện nghiêm ngặt theo đúng quy trình đảm bảo an toàn. Vấn đề đặt ra là hệ thống hồ chứa nhỏ, xuống cấp mới tiềm ẩn nguy cơ vỡ đập khi có lũ. Riêng hệ thống hồ thủy lợi, cả nước có tới hơn 1.000 hồ chứa nhỏ tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Khó khăn lớn nhất là các hồ chứa thì được xây dựng đã lâu. Và phần lớn có thể nói cái hồ chứa vừa và nhỏ thì 100% là đập đất. Và xây dựng trong cái điều kiện trước kia thì công nghệ, kỹ thuật là lạc hậu, kinh phí thiếu. Và chủ yếu là do người dân là tự đắp cho nên là không đảm bảo về chất lượng. Theo đánh giá của vụ an toàn đập Tổng cục Thủy lợi, hiện hàng trăm hồ chứa chưa hoàn thiện hệ thống quan trắc dự báo. Cho đến việc dự báo dòng chảy đến hồ chứa chính xác, công tác điều tiết hồ chứa gặp khó khăn. Có một cái vấn đề rất quan trọng, đó là cái sự cung cấp số liệu của các cái chủ hồ chứa. Có một số cái chủ hồ chứa chưa thực hiện nghiêm túc cho nên cũng đã có xảy ra một số cái trường hợp chưa kịp thời trong cái việc cung cấp các cái thông tin đó. Các hồ chứa khi được xây dựng đều gắn với nhiệm vụ cắt lũ và phục vụ nước cho sản xuất dân sinh.
Tuy nhiên, ngoài các hồ chứa lớn có dung tích phòng lũ, thì hầu hết hồ chứa nhỏ có mưa lớn là phải xả lũ. Do đó, công tác dự báo quan trắc lũ về để đưa ra phương án vận hành tối ưu, vừa đảm bảo an toàn công trình, vừa đảm bảo an toàn cho hạ du. Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp chương trình Nhìn từ Phố Hiến của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, theo Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Ninh Bình cho biết, từ đầu tháng 9 đến nay, toàn tỉnh đã xuất hiện 3 ổ dịch cúm gia cầm do virus cúm AH5N6 gây ra tại xã Yên Đồng, Yên Thịnh, huyện Yên Mô và xã Yên Sơn, thành phố Tam Điệp. Số lượng gia cầm buộc phải tiêu hủy là gần 6.000 con. Nhằm chủ động trong việc phòng chống dịch cúm gia cầm bùng phát, lây lan trên diện rộng, tỉnh Ninh Bình đang tích cực triển khai hàng loạt các giải pháp phòng chống dịch bệnh. Ngành nông nghiệp tỉnh Ninh Bình đã nhanh chóng cấp tạm ứng 2 triệu liều vaccine, 370 tấn vôi bột và 10.000 lít hóa chất Bensucid để cung ứng kịp thời phục vụ công tác tiêm phòng và triển khai vệ sinh tiêu độc khử trùng môi trường chăn nuôi trên địa bàn tỉnh. Tại các địa phương có ổ dịch, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Ninh Bình đã bố trí lực lượng cán bộ thú y tăng cường quản lý, kiểm tra hoạt động giết mổ tại các cơ sở giết mổ gia cầm, lập các chốt kiểm dịch xung quanh khu vực ổ dịch. Toàn thể cán bộ thú y trong xã đã tuyên truyền đến từng gia đình có những hộ chăn nuôi, ví dụ như gia đình tôi thì đã thực hiện những cái biện pháp là rắc vôi khử trùng tiêu độc và khử trùng toàn bộ hệ thống của trang trại của mình. Đồng thời như vậy là sẽ thực hiện cái biện pháp là tiêm phòng để phòng trừ cho đàn gia cầm. Đến nay các ổ dịch đã nhanh chóng được khoanh vùng, nguy cơ bùng phát cơ bản được dập tắt. Các hộ gia đình có gia cầm phải tiêu hủy bắt buộc sẽ được hỗ trợ trực tiếp theo Nghị định số 02/2017 ngày 9 tháng 1 năm 2017 của Chính phủ về cơ chế chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai dịch bệnh. Chúng tôi cũng đã áp dụng các cái biện pháp là triển khai tiêm phòng bao vây đối với các cái ổ dịch nói trên, là tổ chức tiêm phòng triệt để cho toàn đàn gia cầm trên địa bàn các cái khu ổ dịch và những cái khu lân cận để phòng bệnh đối với cúm gia cầm. H5N6, chuyển đổi thời tiết như hiện nay thì nguy cơ bùng phát các dịch bệnh là rất cao. Với cúm gia cầm thì bà con cần triệt để tiêm phòng vaccine để phòng bệnh. Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Ninh Bình cũng phối hợp với ngành chức năng của địa phương tăng cường giám sát, phát hiện sớm các ổ dịch cúm gia cầm, tổ chức lực lượng thường trực để chủ động ứng phó khi có dịch, không để dịch lây lan trên diện rộng. Theo báo cáo của Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ các loại vaccine cho trẻ em dưới 1 tuổi đạt hơn 95% trên toàn quốc, trung bình hàng năm thực hiện khoảng 27 triệu mũi tiêm. Từ năm 2000 đến nay, Việt Nam đã đạt và duy trì thành quả thanh toán bệnh bại liệt và loại trừ bệnh uốn ván sơ sinh. Tỷ lệ tiêm chủng vaccine sởi trên phạm vi toàn quốc đạt hơn 95%. 94,6% trẻ em tại 30 tỉnh được tiêm một liều vaccine uốn ván bạch hầu. Năm nay mở rộng diện triển khai vaccine uốn ván bạch hầu giảm liều ra 35 tỉnh cho khoảng 1 triệu trẻ. Tuy vậy, do tác động của dịch Covid-19, các tháng đầu năm nay, công tác tiêm chủng mở rộng bị ảnh hưởng do tạm hoãn thực hiện trong giai đoạn giãn cách xã hội. Ước tính có khoảng 100.000 trẻ bỏ qua mũi vaccine phối hợp 5 trong 1. Ngành y tế đặt ra mục tiêu giai đoạn 2021-2025 phải giữ vững các kết quả đã đạt được, tiến tới khống chế và loại trừ một số bệnh có vaccine phòng ngừa trong chương trình tiêm chủng mở rộng, đồng thời củng cố và nâng cao chất lượng hệ thống tiêm chủng. Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Lạng Sơn Lý Việt Hưng cho biết, cơ quan nông nghiệp các cấp đang tích cực tăng cường phối hợp với huyện, xã trên địa bàn để thường xuyên giám sát và cung cấp vôi bột, thuốc khử trùng trong phòng chống dịch bệnh viêm da nổi cục trên châu bò đang xảy ra tại một số xã trong tỉnh. Theo đó, ngày 13 tháng 10 năm 2020, một số hộ chăn nuôi bò tại xã Quyết Thắng, huyện Hữu Lũng thấy trên gia súc có nhiều biểu hiện nổi nhiều cục ở nhiều vị trí dưới da. Kết quả mẫu xét nghiệm của cơ quan chuyên môn cho kết quả dương tính với bệnh viêm da nổi cục của bò. Từ 13 tháng 10 đến ngày 3 tháng 11, tổng số bò mắc bệnh trên địa bàn huyện Hữu Lũng là 47 con, trong đó 5 con đã chết, tập trung tại hai xã Quyết Thắng và Yên Bình. Chủ tịch UBND huyện Hữu Lũng cũng đã quyết định công bố dịch, thành lập 3 chốt kiểm dịch tạm thời. Đây là bệnh mới tại tỉnh Lạng Sơn, bệnh do virus gây ra, lây truyền chủ yếu qua côn trùng đốt như muỗi, ruồi, ve và tiếp xúc trực tiếp. Hiện chưa có vaccine phòng bệnh này. Sau 2 năm triển khai chương trình điều trị dự phòng trước phơi nhiễm HIV, đã có gần 13.000 người được điều trị, góp phần kiểm soát tỷ lệ nhiễm HIV trong cộng đồng. Đây là kết quả được cho biết tại Hội thảo điều trị dự phòng trước phơi nhiễm HIV 2018-2020 và kế hoạch 2021 diễn ra mới đây tại thành phố Hồ Chí Minh.
Việt Nam là một trong những quốc gia đầu tiên trên thế giới đưa chương trình điều trị dự phòng trước phơi nhiễm HIV PrEP vào sử dụng và đến nay đã điều trị cho gần 13.000 người. Hiện chương trình đang được các phòng khám tích cực hỗ trợ người đang sử dụng PrEP thường xuyên. Các bạn khách hàng phải được, thứ nhất là được tư vấn viên hỗ trợ, tư vấn cặn kẽ về các lợi ích cũng như việc sử dụng ghép như thế nào. Kế tiếp là các bạn sẽ được bác sĩ chỉ định làm các loại xét nghiệm cơ bản. Đang sử dụng PrEP được 3 tháng rồi. Thì theo cảm nhận của em thì PrEP nó giống như là một, nói chung là nó không có tác dụng phụ gì nghiêm trọng hết. Tuy nhiên thì em vẫn luôn chú trọng là mình sử dụng thêm những cái biện pháp khác. Dự phòng trước phơi nhiễm PrEP đến nay đã có mặt tại 27 tỉnh, thành phố trên cả nước. Sắp tới chương trình sẽ có những điều chỉnh phù hợp để tiếp tục đáp ứng tốt nhu cầu của nhóm đích, cung cấp các lựa chọn tiếp cận mới và đa dạng cho người có nguy cơ nhiễm HIV. Để mở rộng cái độ bao phủ của PrEP thì chúng ta rất cần phải triển khai nhiều các cái mô hình mới để tăng cái khả năng tiếp cận, bao gồm các cái phòng khám cộng đồng, các cái phòng khám công, các phòng khám tư thân thiện với nhóm khách hàng đích của chúng ta, rồi các cái dịch vụ PrEP lưu động, dịch vụ PrEP từ xa và cả những cái dịch vụ cung cấp tại cộng đồng. PrEP giúp giảm từ 95 đến 98% khả năng lây nhiễm HIV trong cộng đồng. Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ cũng sẽ tiếp tục hợp tác để giúp Việt Nam hiện thực hóa mục tiêu thanh toán bệnh AIDS vào năm 2030 với cam kết hỗ trợ đảm bảo để các khách hàng được tiếp tục sử dụng PrEP. Thưa quý vị và các bạn, mới đây Công an tỉnh Hòa Bình đã tổ chức họp báo thông tin kết quả điều tra vụ án cướp tài sản xảy ra ngày 29 tháng 10 tại chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Agribank tại phố Lâm Hóa, xã Vũ Bình, huyện Lạc Sơn. Sau 48 giờ nhận được tin báo, lực lượng Công an tỉnh Hòa Bình phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an đã xác định được nghi phạm gây ra vụ cướp là Phạm Văn Sĩ, sinh năm 1977, trú tại thôn Liên Hồng, xã Khoan Dụ, huyện Lạc Thủy. Bắt giữ được đối tượng khi y đang lẩn trốn tại 109 phố Phủ Doãn, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Từ lời khai nhận của đối tượng, lực lượng chức năng đã thu hồi được 146.320.000 đồng là số tiền đối tượng cướp tại ngân hàng, thu giữ được nhiều vật chứng có liên quan. Dịp này, Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình đã tặng hoa chúc mừng và thưởng cho ban chuyên án. Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an và Giám đốc Công an tỉnh đã tặng giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích phá án. Liên quan đến vụ việc nam sinh viên trường Đại học Giao thông Vận tải Hà Nội tử vong vì trúng đạn khi đứng trước nhà vào đêm 30 tháng 10, theo báo cáo của Công an Hà Nội cho biết, thủ phạm đã ra đầu thú. Theo đó, vào khoảng 22 giờ ngày 30 tháng 10, nam thanh niên tên Nguyễn Xuân Tính, sinh năm 1991, hộ khẩu tại Đống Đa, Hà Nội, đã mang một khẩu súng hơi mua trên mạng ra quán nước khoe với một số bạn ngồi cùng. Do không biết trong súng vẫn còn đạn, nên trong quá trình khoe, đưa súng lên đã bóp cò và đạn nổ. Sau khi sự việc xảy ra, Nguyễn Xuân Tính đã đưa nạn nhân đi cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng nên nạn nhân đã tử vong. Sáng ngày 4 tháng 11, Ủy ban Nhân dân quận Long Biên, Hà Nội thực hiện việc cưỡng chế thu hồi gần 6.000 m2 đất của 27 hộ gia đình thuộc tổ 20 đường Cổ Linh, phường Long Biên, quận Long Biên. Sở dĩ phải thực hiện việc cưỡng chế do các hộ gia đình này không chấp hành bàn giao đất theo quyết định thu hồi của Ủy ban Nhân dân quận Long Biên. Tại hiện trường vụ cưỡng chế, lực lượng chức năng đọc quyết định cưỡng chế và đồng thời tiến hành tháo dỡ các công trình vi phạm nhà cửa xây dựng tạm bợ, dàn sắt thép và giải tỏa điểm tập kết hàng ngàn chậu cây cảnh. Một số người dân nơi đây có phản ứng bằng những lời lẽ phản cảm, tuy nhiên không có sự xung đột quá khích hay là xô xát xảy ra và công việc cưỡng chế diễn ra an toàn. Ủy ban Nhân dân quận Long Biên cho biết, thời gian qua đã có nhiều cuộc đối thoại và ban hành nhiều văn bản trả lời người dân nơi đây, song các hộ vẫn không chấp nhận quyết định của các cơ quan có thẩm quyền và đòi mức đền bù giải phóng mặt bằng cao hơn quy định, trong khi diện tích vi phạm chủ yếu nằm trên đất nông nghiệp để thực hiện dự án. Diện tích đất bị cưỡng chế thu hồi này nhằm hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật các ô đất phụ cận tuyến đường quy hoạch 40m để chuẩn bị phục vụ việc xây dựng hai trường học, công viên, bãi giữ xe công cộng và hệ thống chiếu sáng. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Nhìn từ Phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị.